chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Anh quản lý lắm mưu và cô nhân viên khôn khéo. Mời các bạn cùng xem tập 4, Có hẹn với yêu thương. Phúc là quản lý của một siêu thị, một người vừa giỏi lại vừa đẹp trai. Anh có cách quản lý đặc biệt và thường hay giả dạng làm người mua hàng, để thử lòng các nhân viên và đánh giá cách ứng xử của họ. Phúc muốn xem nhân viên của mình có cách cư xử với khách hàng có tốt không, và qua việc này, anh sẽ chấm điểm và đánh giá cấp dưới. Một hôm, Phúc quyết định giả vờ ra chợ mua một bó rau dập nát, sau đó anh đem nó đến siêu thị để mắng chửi nhân viên cấp dưới và thử phản ứng của họ. Anh giận dữ nói, buôn bán kiểu gì vậy, siêu thị to lớn thế này mà lại bán rau dập úng, giờ phải làm thế nào, đền tôi ngay. Một nhân viên nhìn thấy thái độ vị khách không tốt nên bực mình phản ứng, anh mua rau không lựa kỹ rồi đổ lỗi cho siêu thị là sao? Không có chuyện đổi trả đâu nha. Phúc bất ngờ với cách cư xử vô cùng mất lịch sự của nhân viên mình. Anh không thể hiểu tại sao nhân viên lại phản ứng như vậy mà không kiềm chế được cảm xúc. Thế nhưng, đúng lúc đó, Mai một nhân viên khác đứng bên cạnh lại có cách xử lý khác. Mai yêu cầu Phúc chứng minh rau mua ở siêu thị bằng cách kiểm tra camera. Nếu đúng là rau mua ở đây, cô sẽ đền bó rau mới và trả tiền lại cho anh. Cách xử trí hợp lý và lịch sự của Mai khiến Phúc rất ấn tượng và mừng rỡ. Phúc đồng ý cùng Mai vào kiểm tra camera và đã tìm thấy hình ảnh anh mua rau ở siêu thị. Phúc thực sự ngạc nhiên và cảm phục với cách xử lý của Mai. Cô đã chứng minh cho anh mình làm đúng và không cố tình phỉ báng siêu thị. Với cảm tình dành cho Mai, Phúc tán thưởng cô nhân viên cấp dưới và dần dần bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô. Chuyện tình cảm của Phúc và Mai bắt đầu nảy sinh từ đây. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.